bơm liên tục nhỉ? Đéo đủ nước. Sợ thật ý. Nhìn này, hoa nước nước hoa chất tươi. Cái này giờ con người dám trèo vào ấy. Sợ này bê tông nó ấy rồi nó sập mẹ ăn. Không mà nó đúng không? Thì mẹ nó cháy dưới này, đoạn này cháy dưới này, dưới tầng 1 rồi. Đây xe lấy nước kìa. Bên kia giống như cái lò hầm bây giờ. Cái độ sập nhà lồn. Cái này mà ở Việt Nam có trận đó làm thì ôi trời ơi. Ôi giời, tầng 1 cháy này. Tầng 1 cháy to rồi. Giờ bắt đầu lan tầng 1. Nước mới đến thì cúi nó mới khó đến chưa chưa kia nó lửa vẫn ra kia bị bẹn đằng sau đây cháy hết rồi xe cứu hỏa các bạn ở chỗ này đâu cái giờ đến tối là bắt đầu ngoài là lúc nào trong nó giờ hóa chất nó ôi trời trên kia tưởng nó đu rồi mà nó vẫn lửa vẫn bùm ơi. Thôi công ty cháy hết rồi.
cái này cào đi. Ui rồi. Cái này có gió lào ấy thì hay nhỉ. Anh em mình nghỉ luôn hết à. Nhỉ. Nó lào nó thổi nó tan ra đằng kia, nó cháy đằng kia luôn. Cháy hết mẹ. Cháy hết con mẹ khu này đi. Về luôn. Lại ra anh em cả Vĩnh Đài cả sang ngồi chơi với nhau. Cháy dưới rồi. Phun nước này hoa chất nó chảy theo đường nước. Em có bình ga thì nó nổ nhỉ. Chúa, hãy bước hồi chú.